nhìn xem cô gái này đang không biết mặc gì để gặp bạn của mẹ. Vì để đón tiếp một vài vị khách quan trọng, Xi'an liền nói ra tình trạng thảm hại của mình cho mẹ của cô. Người mẹ vừa nghe xong thì liền ngơ ngác, nội tâm thì vô cùng lo lắng, nhưng bà vẫn phải bày ra bộ mặt như không nghe thấy gì, rồi yêu cầu Xi'an phải đến đây trong một tiếng nữa. Xi'an vô cùng ngơ ngác, cô không biết nên làm thế nào, thế là cô lập tức gọi điện cầu cứu Do Ki-ung, mà Do Ki-ung cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh ấy đoán ra rằng Xi'an đã bị người ta nhận ra, nhất định họ đang cố ý bôi nhọ cô và mẹ anh. Lúc này anh lập tức gọi điện cho thư ký, bảo anh ta lập tức chuẩn bị 10 bộ quần áo cao cấp nhất, hơn nữa hãy chuẩn bị luôn một người make up nổi tiếng. Lúc này Xi'an đang rửa mặt, đột nhiên nhận được điện thoại của Do Ki-ung, anh bảo cô lập tức xuống dưới để chuẩn bị xuất phát. Nhận thấy sự việc vô cùng khẩn cấp, Xi'an liền vội vã chạy xuống lầu. Sau khi xuống xe thì cô liền lên một chiếc xe siêu sang. Chiếc xe lập tức lao đi, anh trai nói với cô tình hình trước mắt, thân phận của cô đã bị lộ ra ngoài rồi. Mẹ muốn cô qua đó trong vòng một tiếng, thì chắc chắn đó là nhân vật đến cả mẹ cũng không dám đắc tội. Câu nói của anh ấy khiến Xi'an vô cùng lo sợ. Cô sợ rằng mình sẽ khiến sự việc càng thêm rắc rối. Mà lúc này mẹ cô đang cố tỏ ra bình tĩnh để nói chuyện với các phu nhân. Nhưng thực ra nội tâm bà đang vô cùng hoảng loạn. Bà ấy sợ rằng Xi'an sẽ mặc một bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu để tới gặp bà ấy. Nếu thực sự như vậy thì bà ấy không biết giấu mặt vào đâu. Cùng lúc đó thợ make up cũng đang trang điểm cho Xi'an. Do Quỳnh liền nhắc nhở cô ta đừng trang điểm quá đậm, bởi vì Xi'an cần có một lớp trang điểm nhẹ nhàng như đã làm việc suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Cần trang điểm một cách tự nhiên nhất có thể. Không bao lâu sau họ lại tới địa điểm thay quần áo. Do Ki-ung tận tay chọn quần áo cho Xi'an, cuối cùng anh chọn một chiếc áo màu trắng và một chiếc chân váy màu đen, cùng một chiếc áo vest màu đen, rồi lại phối thêm một chiếc túi trị giá 6 triệu won. Anh còn chọn cho cô một sợi dây chuyền ngọc trai đắt đỏ. Sau đó anh đem hết chỗ quần áo trang sức này cho Xi'an. Xi'an mặc quần áo ngay trên xe, đeo khuyên tai lên, sau một hồi cuối cùng cô cũng xuống xe, beautiful, nhận được sự công nhận của mọi người. Sau đó cô lại đổi xe để đến địa điểm gặp mặt. Sau khi tới đó, Do Ki-ung nói với cô, chuyện còn lại nhờ cả vào em đó. Mà Xi'an lúc này căng thẳng cực độ, nhưng Do Ki-ung lại nói với cô rằng, cô bây giờ không còn là cô bé nghèo khó ngày xưa nữa. Giờ cô đã làm thiên kim của gia đình tài phiệt, gia tộc của cô có khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ won. Còn các phu nhân bên này đang ra sức trách cứ Miêng Hy. Vì sao giờ này Xi'an còn chưa đến, bà ấy liền nói 5 phút nữa là con bé sẽ tới. Nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng lo lắng. Chính vào lúc này phục vụ đi vào nói có khách tới. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn về phía cửa. Miêng Hy không dám quay lại nhìn, bà ấy sợ sẽ nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của Xi'an. Hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài. Trời ạ, à, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu. Khí chất của cô ấy hoàn toàn giống như một đại tiểu thư của gia đình tài phiệt. Cô ấy chậm chậm bước tới chỗ của các phu nhân, không ngừng xin lỗi vì mình đã tới muộn, rồi giới thiệu bản thân mình với họ. Sau đó cô còn lễ phép khom người xin lỗi các phu nhân. Lúc này mẹ lại sợ cô ấy sẽ nói gì đó không phải, liền bảo cô mau ra xe đợi mình. Chính vào lúc Xi'an đang định ra ngoài, đối thủ của mẹ cô liền gọi cô lại, rồi hỏi cô ấy có cảm hứng với nghệ thuật không. Xi'an liền nói có. Câu trả lời của cô khiến mẹ rất kinh ngạc. Lúc này Xi'an liền nhìn sang tác phẩm ở bên cạnh, rồi nói ra xuất xứ của nó. Điều này khiến các phu nhân vô cùng kinh ngạc, thậm chí đến mẹ cô cũng ngạc nhiên không kém. Tiếp đó người phụ nữ này lại ra một bài toán khó cho cô, hỏi rằng cô thích tác phẩm nào nhất trong phòng này. Xi'an nhìn xung quanh một lượt, rồi chỉ vào tác phẩm phía đối diện, một bức tranh không quá lộng lẫy nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa. Bọn họ bảo Xi'an hãy giải thích về sự lựa chọn của mình. Không ngờ rằng Xi'an có thể giải thích một cách cặn kẽ, những bút pháp trong đó chứa đựng hàm ý gì, hơn nữa còn nói ra câu chuyện phía sau tác phẩm này, nói một cách rõ ràng rành mạch khiến người khác phải kinh ngạc. Các quý phu nhân hỏi cô ấy có phải là đã từng học nghệ thuật à? Xi'an lại nói những kiến thức này đều là do cô tự học mà có. Mà những phu nhân vốn muốn nhìn thấy mẹ Xi'an bẽ mặt, lại thêm lần nữa kinh ngạc, lần này Xi'an đã khiến mẹ cô nở mày nở mặt. Thế nhưng bọn họ không biết được rằng, ước mơ từ nhỏ của Xi'an là trở thành một nghệ nhân. Mà Do Ki-ung ở bên ngoài đang rất lo lắng Xi'an sẽ xảy ra chuyện, anh liền chạy lên trên tầng để xem xét tình hình. Sau khi anh ấy đi vào, liền phát hiện Xi'an và các phu nhân đang nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này bọn họ đang thảo luận về các nhà soạn nhạc. Do Ki-ung nghe thấy xong, anh liền nhớ tới lần trước mình có nhắc tới nhà soạn nhạc này. Xi'an vậy mà lại nhớ từng câu từng chữ. Anh ấy không ngờ rằng Xi'an lại có trí nhớ phi thường như thế. Biểu hiện xuất sắc ngày hôm nay của Xi'an đã khiến mẹ của cô vô cùng hài lòng. Lúc này Do Ki-ung bước vào trong. Sau khi chào hỏi bọn họ một lượt, mẹ liền hỏi anh sao lại đến đây. Do Ki-ung nói ông ngoại muốn cùng Xi'an ăn cơm, cho nên anh mới tới đây đón cô. Thực ra người mẹ thừa biết vì sao anh lại ở đây. Sau đó hai người họ liền đi ra ngoài. Lúc này người mẹ cũng nhanh chóng đuổi theo. Bà không nói nhiều liền chạy tới ôm chặt lấy Xi'an, rồi còn không ngừng khen ngợi biểu hiện ban nãy của cô rất tốt. Sau đó bảo hai người họ mau chóng về nhà, rồi quay lại phía sau nói rằng mình sẽ đi xử lý mấy vị phu nhân kia. Sau đó bà liền vui vẻ quay người rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của mẹ, Xi'an cười vui vẻ. Do Ki-ung cũng nhìn cô mỉm cười. Sau khi quay về xe, Xi'an mới có thể thả lỏng được một chút. Xi'an liền đòi Do Ki-ung đưa cô đi uống rượu. Thế là bọn họ đến cửa hàng tiện lợi để uống rượu. Vào lúc Xi'an cởi tất ra,
Do Kyung liền phát hiện ra vết thương ở trên cô, hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy. Sian liền nói đây là vết thương lúc nhỏ của cô ấy. Hai người không hề chú ý và tiếp tục vừa nói chuyện vừa uống rượu. Không lâu sau đã đến lúc chuẩn bị về nhà, Sian đeo tất vào, cô sờ lên vết thương ở trên, rồi đột nhiên nhớ tới lời mà mẹ nuôi nói với mình. Lúc đó mẹ từng nói với cô và Jisoo, lúc đó khi cô mới đầy tháng thì đã không cẩn thận mà bị thương. Nếu như lúc đó mình một tuổi, vậy thì đúng ra mình sinh vào năm 1991 mới đúng. Mà Eun-si mất tích vào tháng 8 năm 1992. Lúc đó cô ấy 3 tuổi. Vậy thì có khả năng mình không phải là Eun-si. Suy nghĩ này khiến cô ấy thực sự hoảng loạn. Rất có khả năng cô ấy không phải là con gái của gia đình tài phiệt. Người mẹ tài phiệt này tìm lại được cô con gái đã thất lạc 25 năm. Không ngờ cô con gái lại phát hiện ra mình không phải con gái ruột của bà ấy. Cô ấy vội vàng gọi điện cho mẹ nuôi để xác nhận lại. Kết quả là mẹ nuôi liền tắt điện thoại của cô ấy đi. Điều này càng khiến cô ấy hoang mang vạn phần. Sau đó cô ấy liền xuống dưới lầu tìm quản gia, hỏi bà ấy làm sao lúc đó lại xác nhận bản thân cô ấy là con gái mất tích của gia đình này. Quản gia nói bà ấy đã làm xét nghiệm ADN. Sian nghe tới chuyện làm ADN, cô liền bỏ xuống sự hoài nghi trong lòng mình rồi uống một cốc nước lạnh. Và nhớ tới lời mà mẹ nuôi đã nói trước đây, con chính là cô Thiên Kim tiểu thư mà năm đó mẹ nhặt được ở bên đường. Cuối cùng cô ấy bỏ lại hết những hoài nghi, bản thân cô chính là tiểu thư nhà tài phiệt. Sau đó vào lúc ăn cơm, Sian hỏi mẹ có ảnh lúc mình còn nhỏ hay không. Nhưng mẹ lại nói năm đó ông ngoại vì để tất cả mọi người quên đi con nên đã vứt đi hết rồi. Lúc này bố cô lại nói con có ảnh của mình lúc nhỏ hay không. Sian nói do lúc nhỏ nhà nghèo nên suốt ngày chuyển nhà, ảnh của cô cũng vì thế mà mất hết rồi. Ngày hôm sau lúc đi làm, Do Kyung với thân phận là phó chủ tịch, anh đến phòng kinh doanh để tìm hiểu tình hình. Sian giải thích rõ ràng trước hội nghị về kế hoạch kỷ niệm 40 năm thành lập công ty. Do Kyung sau khi nghe xong thì liền khen ngợi Sian không ngớt. Lúc này nhớ đến chuyện trước đây Sian đã phải chịu uất ức ở đây, thế nên anh chuẩn bị báo thù cho cô, liền hỏi giám đốc vì sao trước đây lại viết tên của Ha Jung vào dự án này. Không ngờ Ha Jung lại trực tiếp bán đứng giám đốc, nói rằng ông ta bảo cô làm thế. Cô ta vừa nói dứt câu đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc, mà tên giám đốc kia lại càng ngơ ngác hơn, không ngờ rằng ông ta lại gặp phải tên đồng đội ngu ngốc như vậy. Giám đốc bèn giải thích rằng là do Sian từ chức, cho nên mới để Ha Jung thay thế cô ấy, nhưng Do Kyung lại ra sức trách phạt anh ấy, liền nói sao họ lại dám lợi dụng đề án của người khác như vậy. Rồi hỏi Sian rằng giờ sa thải bọn họ hay xử lý thế nào đây. Mà Sian lương thiện lại nói hiện giờ dự án đã là của cô rồi, họ biết sai là được rồi. Do Kyung bảo Sian hãy tới văn phòng của anh ấy một chuyến. Sian có chút kinh ngạc, bởi vì ở công ty gặp được phó chủ tịch còn khó, đừng nói như Sian lại được anh gọi tới phòng riêng như vậy. Sau khi tới văn phòng, hai người nói mấy chuyện phiếm xong, cô liền quay về bộ phận của mình. Bọn họ trực tiếp bao vây quanh Sian, đều cố ý đối tốt với cô để tạo mối quan hệ, thay đổi hoàn toàn thái độ so với trước đây. Vào lúc Sian đến phòng trà pha cà phê, giám đốc liền đặc biệt đưa cho cô ấy một tờ phiếu quà tặng, còn nói dối rằng đây là phúc lợi dành cho nhân viên. Sian cầm theo tấm phiếu quà tặng về nhà bố mẹ nuôi, nhưng trong nhà lại không một bóng người. Cô chuẩn bị viết một tờ giấy rồi rời đi, đột nhiên nhớ tới lời của người bố tài phiệt về ảnh lúc nhỏ của mình. Thế là cô liền lấy cuốn album ảnh trong nhà ra, xem có tấm ảnh nào của mình trong đó không. Không thì một tấm ảnh chụp chung cũng được. Nhưng khi vừa mở cuốn album ra thì cô lại phát hiện không hề có tấm ảnh nào của mình trong đây cả. Sian cảm thấy rất kỳ lạ. Thế là vào lúc tan làm, cô ấy đã gọi điện thoại cho Jisoo để hỏi về chuyện ảnh của mình. Jisoo nói mẹ thường xuyên nhìn ảnh của cô ấy mà khóc. Điều này càng khiến Sian hoài nghi về thân phận của mình. Vì để làm rõ chuyện năm ấy, cô ấy tìm tới anh trai. Anh trai nói năm đó mẹ đã ở mấy tháng ở nhà bà ngoại. Sau khi quay về thì liền phát hiện Jisoo đã thay đổi. Mẹ nói với anh ấy rằng là do Jisoo lớn nên mới thay đổi như vậy. Sian nghe xong thì vô cùng hoang mang. Cô lập tức chạy tới phòng net để tìm tin tức liên quan đến vụ mất tích. Cuối cùng cũng đã tìm thấy ảnh của Eun-si. Bởi vì bức ảnh quá mờ nên cô ấy không thể phán đoán được đó có phải bản thân mình không. Thế là cô ấy lại lần nữa tới nhà mình, bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách để tìm ảnh của mình. Không bao lâu sau, cô ấy tìm thấy bức ảnh của Jisoo ở trong một chiếc hộp. Cô ấy vội vàng lấy bức ảnh của Jisoo và bức ảnh trên mạng ra đối chiếu. Cuối cùng phát hiện ra bản thân mình quả nhiên không phải là Thiên Kim tiểu thư. Em gái mới là cô gái mất tích năm nào. Tập phim này hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé.